Vì anh đã chất nỡ đắm say không bận tâm. Ở nay thì mình sẽ cho bạn thấy công nghệ và đúng rồi, công nghệ chữ ESO và công nghệ chữ đảo chuyển trong quá khứ nó từng như nào. Thứ nhất là trước hết là công nghệ ESO đi, đảo chuyển thì nó sẽ kiểu nó khó hơn đấy. Trước hết ý, cái deck công nghệ này các bạn chỉ cần 8 con quái là đủ, tầm 8 con quái. Bài như thế này thì nếu mà trên tay như này thì là chưa được đâu. Ngày trước thì trên tay như vậy cũng khá là dễ combo, nhưng mà các bạn sẽ phải mất một turn, bởi vì là nó phải có con công nghệ lính cơ, phải có lính thì mới được, chứ riêng con người xóa nên là chưa đủ các bạn ạ. Ok, lần sau thì đấy nó sẽ lấy con lính lên, bởi vì deck này nó chỉ có 8 quái thôi, 8 quái nhá, và thêm 5 bộ phận là 13 con quái, mà nó chỉ có 30 lá. Các bạn như thế này triệu hồi hai con, xong đó thì kích effect của Wayne, gọi con Wayne lên. Khi đó Wayne nó sẽ gọi được con đột kích xuống, nó sẽ gọi được con đột kích xuống thì sẽ gọi được con người sói đó. Thì bạn tiếp tục có thể Wayne tiếp cũng được, hoặc là trong trường hợp này các bạn có thể làm rất nhiều thứ mà ngày xưa ngày xưa mình không nhớ mình làm cái quái gì nhỉ. Mình đưa lại hai lá lại rút hai lá này, xong đó hình như là mình lên cái con gì nhỉ, nên con Wayne thì phải. Mình lên một con Wayne nữa đúng không nhỉ. Cho nên là cứ con triệu con người sói này, nó lúc thì nó được triệu hồi đặc biệt, lúc thì không. Và lưu ý là cái này công nghệ trong quá khứ các bạn ạ, chứ bây giờ các bạn không làm không được đâu. Trong quá khứ nhá, khi bạn cứ xin tôn thì nó sẽ lấy bài cho bạn, còn bây giờ là các bạn phải giết nó hoặc là cho nó chết trong chiến đấu đó. Bây giờ gọi hai con người sói lên, tí thì các bạn sẽ cố gắng tìm một cái con lính nữa là được. Hai con này thì bạn vào phù thủy mùa đông kỳ diệu, nó sẽ rút hai lá này, một lá này đấy, nó sẽ rút được con công nghệ đột kích. Nó rất là dễ thôi, bởi vì là ngày xưa ấy nó là như thế. Bây giờ nên nên, nên con đấu sĩ mạnh mẽ. Cái hồi này nó fix con thủ thư rồi, nên là các bạn phải dùng đấu sĩ mạnh mẽ mới được. Khi có đấu sĩ mạnh mẽ thì các bạn có hai lựa chọn, một là đưa bài về, hai là đưa cái lá nhờ cái công nghệ D2 để rút hai lá, hoặc là các bạn xin chôn lên cái con thương sĩ nó rút cho bạn hai lá. À ma chưa đấy, cứ xin chôn là rút hai lá. Giờ các bạn sẽ tìm cái lá giải trừ, các bạn tìm cái lá giải trừ nhá, đảo lại bài này, đảo lại bài để làm sao các bạn tìm được cái lá giải trừ là các bạn rút được hai lá nữa. Đây xin chôn giải trừ, các bạn kích vào con thương sĩ nhá. Kích vào con thương sĩ thì nó sẽ giải trừ ra, nhưng mà cứ từ từ đã xem khi nào ấy, khi nào các bạn không rút được bài ấy, thì các bạn mới giải trừ. Đây ví dụ như bây giờ không rút được bài nữa đúng không, các bạn giải trừ lại rút được hai lá. À ma chưa, lại bật chưa, à rút được một, xong bạn xin chôn vào rút được hai đấy, xin chôn nhá, một lá này hai lá này, rồi các bạn giải trừ tiếp cho mình. Giải trừ ra rút một lá, một lá này, rồi dùng chọc phú goblin rút bài, chọc phú sẽ rút được một lá. Hồi đóng băng thì tí dùng xin chôn vào nhá, xin chôn vào rút được hai lá nữa, một lá hai lá, thấy chưa, ngày xưa công nghệ nó như này đấy các bạn. Khi nó chết ý, nó sẽ rút được, khi nó bị triệu hồi xin chôn ý nó sẽ rút được bài, mà bây giờ thì không, bây giờ thì nó hết rồi các bạn ạ. Cái này thì còn hai lá, nhưng mà mình so mình dùng nhầm cái lá D2. Cái lá D2 nếu mà bỏ quái về ấy, thì nó sẽ rút được hai lá, mà quái lại đưa, nếu mà nó phải đưa lại bộ bài các bạn ạ, khi nó đưa lại bộ bài nó mới rút lại hai lá, còn mình vừa là đưa về bộ bài thêm ấy, nên là nó sẽ không rút được hai lá nữa. Nên thôi để cái này thì đành kết thúc lượt vậy thôi. Trước hết khi mà thì cứ dùng hồn đóng băng này, búp đam này, hồi sinh con nào thì chắc là không cần đâu, bởi vì cái này hồi sinh nó cũng không quan trọng lắm. Các bạn dùng thì tuần sau các bạn sẽ rút được hai lá thôi. Tuần sau đấy rút được luôn ESO. Quá dễ, ngày xưa công nghệ nó là như thế, còn bây giờ không có đâu. Bây giờ công nghệ thì các bạn đừng mua, tốn mất 1k game đấy, 1k game thề để các bạn cày event hoặc là các bạn để tích mua mua cái gì nhỉ, mua tôm muốn hơn, chứ giờ một cái game này không ăn thua đâu. Tiếp theo tí thì mình sẽ cho bạn thấy công nghệ đảo chuyển. Công nghệ đảo chuyển không cần hồn ma ám luôn, đấy là công nghệ VIP Pro Max. Chơi đảo chuyển không cần hồn ma ám, các bạn biết biết effect của hồn ma ám là một cái con rất là cần thiết trong đảo chuyển. Nếu mà không có con đấy thì đảo chuyển của bạn sẽ yếu đi 99%, nó chỉ còn 1% sức mạnh thôi, mà không sao. Cái bài này thì rút được con sói này. Cái bài này khá là xấu các bạn ạ, cứ triệu hồi con này lên trước. Khi con này chết ấy, nó sẽ gọi cho bạn cái con sói lên đó. Khi tiếp tục là các bạn bây giờ ấy, các bạn sẽ hồi sinh cái con đột kích này lên này đó, xong gọi con sói xuống. Sợ bẫy thôi mà không sao. Trước hết thì các bạn sẽ lên con Wayne. Khi các bạn xin chôn như vậy này, nó sẽ lấy con sói và cái con công nghệ đột kích cho bạn. Lạ chưa, ảo thật đấy. Bây giờ thì nó không còn được như ngày xưa. Ngày xưa thì cứ xin chôn phát nhá, con sói với con đột kích tự lên tay là các bạn không bao giờ hết quái để mà xin chôn luôn. Còn bây giờ thì lượn thôi các bạn, làm tiếp con Wayne cũng được, hoặc là bây giờ có thể là nên con phù thủy kỳ diệu, nếu mà nó cũng tùy. Nếu mà các bạn dùng D2 các bạn có thể dùng tiếp cái con Wayne cũng được. Ma thuật công nghệ là phá bẫy đi, phá một là bẫy này. À nó là xích à, con này triệu đặc biệt đúng không, triệu đặc biệt à. Thì bây giờ rút rút hai lá đi, xem nó ra cái gì các bạn ạ. Nếu mà không được thì tí sẽ tính tiếp, bởi vì bây giờ cái con này nó cũng tùy tình huống lắm.
nó không phải như sứ sứ giả trái sao. Sứ giả trái sao thì nó là rất là ngon các bạn ạ, còn cái này không phải như sứ sứ giả trái sao nên là cũng từ từ đã. Từ từ nhá, xem triệu hồi được con nào nhỉ. Hồn đóng băng này, đảo lệnh bài đi. Nếu mà rút được cái lá hồi sinh hoặc là ở hồi sinh ý, nick này là chưa có sống dậy các bạn. Đây, ngon rồi, token. Token sẽ gọi được sói nhé. Các bạn chỉ cần ném token này này sang sân đối phương là các bạn gọi được con sói xuống. Thi thoảng con sói này không cần nhất thiết là phải triệu đặc biệt đâu. Thi thoảng nhá, thi thoảng thôi, không phải lúc nào. Các bạn cứ theo effect của nó là sai đấy. Thi thoảng nó vẫn còn lỗi nhá. Đây, chỉ cần lên được cái con mùa đông kỳ diệu và con đấu sĩ là các bạn win rồi đấy. Chẳng cần làm gì nữa này. Bây giờ nhá, xin chôn hàng này vào. Xin chôn là con thương sĩ đi. Cái con thủ thư ấy, thì nó không không còn effect rút bài như trước nên là bỏ qua đấy đi. Chúng ta chỉ nên con đấu sĩ và cái con phù thủy kỳ diệu. Bây giờ xin chôn này. Thấy không? Rút hai lá. Lại vào hết nước chấm đi. Rồi khi hết xin chôn các bạn giải trừ nó ra. Giải trừ nhá. Rút một lá. Rút một lá này. Xong các bạn lại xin chôn vào. Game nó chiến thuật thế nhở. Đấy, rút hai lá. Một lá này. Hai lá. Vẫn chưa win đúng không? À win rồi, ok chưa? Đây là Exodia nhé. Bây giờ mình giới thiệu tiếp cho các bạn tờ công nghệ đảo chuyển. Đây, nick công nghệ đảo chuyển thì ở đây. Cái này là nick của một bạn ngày trước nhờ mình cày chứng thần ra ấy. Đây thì mình có vào chơi. Nó sẽ chỉ cần 8 con quái các bạn để ý này. 8 quái, 32 phép bẫy. 32 phép bẫy mà không sợ chết bài. Ảo ma chưa? 32 phép bẫy mà không sợ chết bài. Quái thì chỉ cần 8 con nhá. Điều đơn giản thì cái này chơi kỹ năng thật đấy. Chỉ cần cái lá đảo chuyển thế giới là được. Hiện tại đảo được chuyển ấy, các bạn vẫn phải dùng diệt vô tình. Bạn này bui rất là ghê nhá, bui không kiểu cái tỷ lệ chết bài 0% luôn, chỉ cần 8 con quái 32 là phép, thế mà đánh lên rank 3k ảo chưa, lại mà không ảo đi, lại mấy đứa lại mà không ảo đi. Nick này khá là bình thường nhá, chẳng có cái vẹo gì cho đời. Trứng thần la thì chưa có, bạn này định cày thêm quả trứng thần la ấy để cho tránh trường hợp đi sau mà thua. Đi sau dễ cao to hơn đấy, rank 3k này cho bạn xem một cái trận đánh thử nhá. Cho bạn xem cái trận này thì thua, nó không hiểu tại sao mà thua được cả hai cái trận này. Chắc là hai trận này đi sau nên là thua các bạn ạ. Còn cái trận bình thường ấy, cái nick này này cứ đi trước là win. Nó mạnh hơn cả phù thủy cơ. Nhưng mà đấy là cái hồi của công nghệ ngày xưa thôi. Còn công nghệ bây giờ nó hết rồi các bạn ạ. Đây nhá, cho bạn xem này, bật x2 thôi. Bài như này là xong rồi đấy. Bài như này là xong rồi. Chỉ cần có con token này lên sân là được rồi. Tiếp theo là các bạn dùng con đột kích với con người sói. Bài như vậy là quá quá đẹp rồi ấy. Có token, có đột kích, có người sói. Chỉ cần ba con này là các bạn có thể làm nên cả mùa xuân. Đó, đây, cái này là visa cũ ấy. Đó, thấy chưa? Nên con sứ giả trái sao, nên này xịn hơn. Sứ giả trái sao sẽ ngon hơn các bạn ạ. Nó sẽ lên được hai con sói một phát. Nên tiếp con sói nữa nãy thì nên con sói, con sứ giả trái sao này này. Nó không có effect là phá hủy. Nó không thể thay thế cho con đấu sĩ được các bạn ạ. Nếu mà nên để xin chôn thì vẫn phải nên đấu sĩ. Con sứ giả trái sao này chỉ có effect là giống kiếm sĩ X thôi. Nó chỉ giống như con kiếm sĩ X, nó không có effect phá hủy đâu. Nên là muốn chơi ấy thì các bạn vẫn phải nên đấu sĩ và con phù thủy như cái deck Exodia kia. Deck này thì sứ giả trái sao nó sẽ ngon hơn con kiếm sĩ X. Vì thế là nó sẽ con kiếm sĩ X Quenia nó sẽ ngon hơn. Tiếp tục này, gọi con sói này xuống. Rồi bây giờ các bạn sẽ triệu hồi thường cái con đột kích này lên này. Triệu hồi thường con đột kích là các bạn sẽ đủ combo nhưng mà không sao. Còn lá thiên sứ giáng trần ý thì các bạn không cần phải dùng cái lá triệu hồi thường. Rồi nên thủ thư, cái bài này đẹp các bạn ạ. Bài này đẹp thì nên thủ thư luôn. Bởi vì thủ thư sẽ rút cho bạn hai lá ấy. Đấy, một lá thủ thư rút này, rồi các bạn thương sĩ vào. Thương sĩ thì rút được hai con. Xong giờ các bạn rút được cái lá giải trừ là ngon, mà cái tỷ lệ các bạn rút được giải trừ hiếm lắm nên là cứ xin chôn rồi đã. Hai con này thì xin chôn lên. Đấy, thủ thư sẽ rút một lá mà hết rồi hay sao ấy. Các bạn xin tiếp tục sửa cái gì nhỉ, thương sĩ vào xong rút bài. Đấy, thấy không, các bạn thấy nó ảo ma chưa, giải trừ nhá, rút 40 lá từ chỉ từ 8 con quái nhá các bạn, lưu ý nhá. Cái nick này chỉ có 8 con quái thôi. Mà thế quái nào các bạn nhìn nó sắp rút hết bộ bài này. Đó, giờ bây giờ sẽ diệt vô tình hoặc là dùng sét đánh. Sét đánh tức là nó sẽ hủy hết mấy cái lá trên sân ý. Nên là có thể dùng cũng được. Bây giờ sẽ gọi này con sâu, sâu gì nhỉ? Sâu mũi kim, xong diệt vô tình nó đi. Hoặc là dùng thiên sứ giáng trần với lại cuồng phong ý thì con sâu mũi kim cũng chết các bạn ạ. Giờ đảo chuyển thế giới, đảo chuyển nhá. Đảo chuyển. Đảo chuyển nhá, xong các bạn diệt vô tình con sâu mũi kim. Tức là các bạn phải giết con sâu mũi kim hai lần. Nói thật cái deck này là phù thủy cũng không thể làm được luôn ý, phù thủy cũng không thể giết được con sâu mũi kim hai lần đâu, mà công nghệ giết hai lần đi luôn thắng dễ chưa. Đây là công nghệ ngày xưa đấy các bạn ạ.